Xin chào quý vị và các bạn đang đến với điểm tin 30 giây hôm nay ngày 30 tháng 11 trên các nền tảng của FBNC. Tôi là Ngọc Mai và sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin chính yếu trong ngày và kết nối đến quý vị những thông tin đặc biệt sẽ có trong các bản tin tiếp sau đó của FBNC. Nếu quý vị quá bận trong một ngày thì hãy để Ngọc Mai thông tin một cách nhanh nhất, xúc tích nhất những sự kiện trong ngày hôm nay nhé. Đầu tiên sẽ là thông tin cập nhật về tình hình bầu cử Mỹ. Thưa quý vị, quá trình kiểm lại phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở hai hạt lớn nhất của bang Wisconsin đã hoàn tất với kết quả xác nhận ông Joe Biden của Đảng Dân chủ đã đánh bại tổng thống đương nhiệm Donald Trump tại bang giao đồng quan trọng này với cách biệt hơn 20.000 phiếu trong khi đó ông joe biden đã lựa chọn các cố vấn và nhân viên chủ chốt trong đội ngũ tranh cử để dẫn dắt đội ngũ truyền thông của ông tất cả những người này toàn là nữ giới ông biden tin rằng các nhà truyền thông đầy kinh nghiệm và chuyên môn này sẽ mang tới những cái nhìn đa dạng cho công việc của họ và một nhiệm vụ chung xây dựng nước mỹ tốt đẹp trở lại trong một diễn biến khác vào ngày hôm qua bác sĩ riêng của ông joe biden cho biết ông biden bị bong gân mắt cá chân khi chơi với một trong những con chó của mình kết quả xét nghiệm cho thấy ông biden không bị gãy xương và chấn thương không quá nghiêm trọng có thể thấy tình hình sức khỏe của ông luôn được các đồng minh và đối thủ theo dõi chặt chẽ khi căng thẳng gia tăng về mức thuế lớn của Bắc Kinh áp lên rượu vàng của Úc, chính phủ Liên bang Úc đang xúc tiến kế hoạch kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về thuế xuất khẩu lúa mạch. Còn tại khu vực miền Tây Montbert, Pháp đã có hơn 1.500 người biểu tình đã tập trung gần địa điểm mà Amazon đang có kế hoạch xây dựng trung tâm hậu cần để phản đối. Người biểu tình nói Amazon gây ra những tổn hại nhiều hơn là tạo ra việc làm cho cộng đồng. Về tình hình dịch bệnh cúm gia cầm, đã có nhiều trường hợp nhiễm cúm gia cầm được phát hiện ở Hà Lan, Đức, Anh và Pháp. Các nước này hiện đang ráo riết thực hiện các biện pháp để ngăn chặn bùng phát dịch cúm gia cầm tại một số trang trại gia súc. chủng vi khuẩn tương tự là H5N8 cũng đã lây nhiễm cho gia cầm và chim hoang dã dạ ở Anh, Đức và Pháp. Sự lây lan này bắt nguồn từ nhiều loài chim di cư hoang dã dạ đã chết ở Nga, Siberia hoặc những nơi khác. Tiêu điểm thế giới trong điểm tin 18 giờ hôm nay mà chúng tôi muốn thông tin đến cho quý vị đó là trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, mới đây Tổng thống Donald Trump thừa nhận nhóm của ông đang gặp nhiều khó khăn khi các vụ kiện tụng liên tục gặp thất bại ở các tòa án, từ cấp liên bang đến cấp tiểu bang. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, ông Trump cũng chỉ trích các thẩm phán cáo buộc họ không đủ kiên nhẫn để xem xét một cách kỹ lưỡng bằng chứng về gian lận mà nhóm của ông đưa ra ở các bang chiến trường như Pennsylvania. Tại Pennsylvania mới đây, tòa án tối cao của bang đã ra phán quyết bác bỏ cáo buộc từ nhóm của ông Trump. Điều này đã gần như dập tắt mọi hy vọng về việc lật ngược kết quả bầu cử ở bang này. Khi ông Joe Biden được chứng thực giành chiến thắng với cách biệt 80.000 phiếu bầu, Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết không chắc mình có đưa vấn đề này lên tòa án tối cao hay không. Tuy nhiên, ông nói tôi sẽ không thay đổi quan điểm ít nhất trong 6 tháng, rằng cuộc bầu cử có gian lận. Xin được chuyển sang các tin tức nổi bật trong nước. Tổng cục Thống kê vừa công bố xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng qua của Việt Nam đạt mức xuất siêu trên 20 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức xuất siêu kỷ lục trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước tính đạt 489,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 254,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3%. Nhập khẩu đạt 230 34,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5%. Liên quan đến vụ việc một quả bom nặng 340 kg vừa được phát hiện tại phường Trúc Bạch, thành phố Hà Nội. Sau hơn một ngày xử lý, đến nay, lực lượng công binh đã tháo dỡ và di dời thành công quả bom này đến nơi an toàn. Trước đó, các hộ dân xung quanh khu vực phát hiện quả bom đã phải di tản đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Các lực lượng công binh đã di chuyển vào khu vực phát hiện quả bom để vận chuyển quả bom đến nơi xử lý an toàn. Cũng tại Hà Nội, một vụ thang máy rơi tự do từ tầng 5 xuống tầng 1 đã xảy ra tại tòa chung cư B10A, Nam Trung Yên, khiến hàng chục người bị thương, trong đó có cả người già và trẻ em. Trong số 10 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện 198, có nạn nhân bị gãy chân, có nạn nhân bị chấn thương cuộc sống. Tất cả đều đang trong tinh thần hoảng loạn. Quý vị thân mến, Công ty Điện lực Nghệ An vừa kỷ luật bằng hình thức khiển trách 5 cán bộ của điện lực thị xã Cửa Lò vì sai phạm trong quy trình ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra thành phố và trung tâm báo chí thành phố đã tổ chức họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với gần 1.400 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở sai quy định trên địa bàn huyện Hóc Môn. Theo đó, toàn bộ những hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất này đều không đúng quy định, được phân thành 7 nhóm sai phạm. Qua đó đã có 58 cán bộ đã bị kiểm điểm, chờ điều tra xử lý theo quy định. Liên quan đến những thông tin về việc chi phí cách ly trọn gói đẩy lên quá cao so với mức giá công bố, mới đây Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, giá vé máy bay trong combo đưa công dân Hàn Quốc về Việt Nam không có nhiều chênh lệch so với giá vé lẻ giai đoạn trước dịch Covid-19. Việc có các thông tin về mức giá bị đẩy lên gấp 1,5 đến 2 lần, tương đương 40 đến 50 triệu đồng so với công bố là các thông tin không chính xác từ các nguồn không chính thống, chủ yếu là Facebook cá nhân. hình ảnh trong ngày của điểm tin 30 giây hôm nay Ngọc Mai xin chuyển đến quý vị đó là hình ảnh của pháo hoa. Thưa quý vị, những ngày qua mọi người dân đang rất xôn xao trước thông tin từ ngày 11 tháng 1 năm 2021 sẽ được sử dụng pháo hoa trong các dịp Tết sự kiện sinh nhật. Tuy nhiên, nghị định có quy định cụ thể về việc sử dụng pháo hoa. Theo đó, nghị định 137 trên 2020 quy định rằng pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Còn pháo hoa nổ tập thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90 mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120 m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90mm hoặc tầm bắn trên 120m. Nghị định này cho phép cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau lễ Tết sinh nhật cưới hỏi hội nghị, khai trương ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, cơ quan tổ chức cá nhân khi sử dụng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Bên cạnh đó, chính phủ cũng bổ sung nhiều hành vi mới bị nghiêm cấm khi quản lý sử dụng pháo như nghiêm cấm mang pháo thuốc pháo trái phép vào ra khỏi lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hoặc vào nơi cấm khu vực cấm khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ nghiêm cấm lợi dụng lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tính mạng sức khỏe tài sản quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân Nghiêm cấm trao đổi, tặng cho, gửi mượn, cho mượn, thuê, cho thuê cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép, vận chuyển, bảo quản tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. Và nghiêm cấm hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức. Pháo hoa sẽ góp phần làm không khí lễ tết sự kiện thêm phần rộn rã, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi sử dụng tràn lan vì vậy mỗi chúng ta hãy ý thức nắm rõ quy định của pháp luật khi sử dụng các loại pháo hoa Quý vị vừa điểm qua những sự kiện thông tin đáng chú ý trong ngày của quốc tế và tình hình trong nước mà các bản tin của FBNC truyền tải trên nền tảng kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất qua các bản tin. Chứng khoán trong ngày, tỷ giá, giá vàng, bản tin kinh tế và tin sáng 30 giây vào sáng mai ngày 1 tháng 12. Quý vị hãy bắt tín hiệu cùng với FBNC và theo dõi nhé. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Đến cuối tháng 11 đã có 75 doanh nghiệp được vay vốn gói tín dụng 16.000 tỷ đồng để trả lương cho gần 4.000 lao động bị ngừng việc do Covid-19. Trong khi đó trên thế giới, liên minh châu Âu EU đang tìm cách thiết lập một liên minh mới với Mỹ để giải quyết những căng thẳng thời ông Trump và đáp ứng những thách thức do Trung Quốc đặt ra. Những thông tin này sẽ có trong bản tin kinh tế FBNC. Giá vàng tiếp tục chìm sâu trong sự hoảng loạn khi tình trạng bán tháo vẫn kéo dài suốt từ những tuần qua. Tuy vậy, các chuyên gia khác cho biết, quỹ đạo dài hạn của vàng vẫn khá tích cực. Vậy những điều tích cực đó là gì? Và vì sao một số nhà phân tích coi việc bán tháo hiện tại là một cơ hội mua? Tất cả sẽ có trong bản tin tỷ giá FBNC tối nay. Tỷ lệ HIV đang gia tăng báo động trong cộng đồng LGBT và câu chuyện nhóm cộng đồng tiêm và điều trị cho người nhiễm HIV. Những thông tin này sẽ có trong Kinh sáng 30 giây ngày mai. Quý vị đón theo dõi nhé! Điểm tin 30 giây cùng với FBNC với những thông tin chính yếu trong ngày và diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong nước sẽ có trong những bản tin tiếp theo cũng đã được Ngọc Mai cập nhật nhanh nhất đến cho quý vị. Hãy cùng đồng hành với FBNC trên các nền tảng kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC, Facebook FBNC để cập nhật những thông tin hữu ích nhất nhé quý vị. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung 18 giờ ngày mai với điểm tin 30 giây.